Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với Ban dân vận Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị từ đầu năm đến nay và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2020, Ban dân vận Thành ủy đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cụ thể đã hoàn thành tốt ba nhiệm vụ trọng tâm về tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân, đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội 22, Đảng bộ thành phố và Đại hội 13 của Đảng. Phối hợp xây dựng đề án sắp xếp lại một số hội đặc thù, tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng. Các phong trào thi đua, dân vận khéo được đẩy mạnh đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giám sát và phản biện xã hội đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban dân vận thành ủy đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, đồng thời cũng kiến nghị một số vấn đề về công tác cán bộ, công tác dân tộc tôn giáo và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đề nghị thành ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết.